Chào mừng các bạn trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp một sản phẩm camera của Xiaomi. Mình vừa mua được chỉ có giá 500 ngàn thôi. Mình thấy có rất nhiều chức năng hay. Đây là Xiaomi Mi 360 độ. Nó có khả năng xoay hướng 360 độ luôn. Và nhìn trong đêm, đàm thoại 2 chiều, có thể gắn được thẻ nhớ kết nối internet và cả nhận diện chuyển động luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng show chi tiết thực tế nó như thế nào. Đây là hộp sản phẩm. Bao bì cũng khá là ổn, tuy không có thật sự cao cấp lắm. Chúng ta sẽ có một cục sạc nha. Sạc thiết kế nhựa nhám, khá là đẹp. Cục sạc này cho chúng ta điện áp là 5V 1A. Bên trong tiếp theo chúng ta sẽ có một cáp USB khá là dài. Chúng ta có chân đế xoay để bắt vào tường. Tăng kèm luôn hai vít ba ke. Ok, và trong đây là nhân vật chính nè. Chất liệu nhựa nhám màu trắng rất là đẹp. Cảm giác cầm nắm cũng tương đối thôi, chứ không thật sự cao cấp các bạn. Hơi ọp ẹp thì những cái khớp nối nè, bạn thấy sẽ có độ rơ. Nhựa này thật sự cũng không có sắc sảo lắm. Những cái đường tiếp giáp nối nó không có đều. Đây nè. Ở đây khít, ở đây hở từ từ. Rồi đến đây khít, rồi hở ra lại. Gia công nhựa thì cũng tương đối tốt, không có nhựa thừa. Chất liệu nhựa nhám cầm thì cảm giác cũng thích đó. Trọng lượng khá là nhẹ. Bên trong hộp đây chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn. Toàn là tiếng Trung mà. Hướng dẫn các nút. Hướng dẫn lắp vào tường. Cắm. Gắn thẻ. Cài app. Đây chúng ta thấy nè. Cho độ phân giải là HD 1920x1080 Full HD. Trọng lượng 189g. Chuẩn là S265. Ở dưới cùng là chúng ta sẽ có cây gắn thẻ nhớ microSD nè. Đây chắc là micro. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn nha. Bắt đầu nó chạy các bạn. Nói tiếng Tàu cũng hết hiểu rồi. Nó xoay cũng như là set, xoay các góc. Giờ sử dụng chung hệ sinh thái của Xiaomi do đó chúng ta sẽ có thể sử dụng app Mi Home ở đây. Rồi mình sẽ add. Bây giờ mình sẽ chọn thiết bị nè. Nó sẽ có Xiaomi Mi 360 độ UX nè. Rồi. Mình sẽ chọn vào đây, Next. Mình sẽ nhập mật khẩu wifi của cái mạng mình đang kết nối để nó sẽ chuyển cái mật khẩu này qua cái camera để camera có thể truy cập mạng được. Sẽ nhập mật khẩu wifi. Bây giờ nó sẽ xuất hiện một QR code. Chúng ta sẽ đưa cái mã QR code này trước camera để nó bắt đầu kết nối. Đã kết nối, chúng ta thấy đèn xanh xuất hiện nè. Nó chuyển từ đèn vàng sang đèn xanh. Bây giờ nhấn Next. Đây bắt đầu kết nối các bạn. Sau khi kết nối thành công, đèn xanh đã ngưng nhấp nháy nè. Chúng ta sẽ chọn Room, Device Name, có thay đổi tên, Next. Đây, Get Start. Agree and Continue. Đây, camera đã bắt đầu hoạt động. Thì lưu ý các bạn là có những trường hợp không kết nối được thì các bạn phải vào Profile, Setting, chọn Region là Chinese Mainland. Nếu lần đầu tiên các bạn cài thì trong cái bước chọn Location các bạn sẽ chọn Chinese Mainland và chọn đúng đời của thiết bị, nếu không thì nó sẽ không kết nối được, mặc dù nó vẫn quét ra nhưng không kết nối được. Ok, chúng ta có giao diện camera ở đây. Nó có bản firmware mới, yêu cầu update thì chúng ta có thể update luôn. Update thành công. Ta có thể chỉnh hướng xoay camera ở đây. Góc rất là rộng các bạn, đúng 360 độ luôn. Bây
Bây giờ mình dùng thử chức năng đàm thoại hai chiều nha. Alo. 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 Chức năng đàm thoại hai chiều hoạt động khá tốt, tuy nhiên độ trễ cũng rất cao. Bây giờ chúng ta dùng thử cái chức năng khác nha. Đây là chức năng Home Monitoring, theo dõi. Chúng ta sẽ có thiết lập chu kỳ theo dõi bao nhiêu tiếng, theo dõi ban ngày hoặc ban đêm, hoặc là đặt lịch. Chức năng báo động, khi phát hiện thấy đối tượng chuyển động thì chúng ta sẽ có hai mức nhạy, High Sensitivity và Low Sensitivity. Đây Time Interval Between Alert, thời gian giữa hai lần báo động là bao nhiêu. Moving Tracking, theo dõi chuyển động. Camera nó sẽ tự động nhìn theo đối tượng khi mà có đối tượng chuyển động. Mở tính năng này, nó chúng ta sẽ test thử. Gửi thông báo khi phát hiện có đối tượng chuyển động. Và chúng ta có cả chức năng Baby Cry Detection, phát hiện tiếng khóc của trẻ em. Có trẻ em trong nhà thì tính năng cũng rất là hay. Khi phát hiện tiếng khóc thì nó sẽ tự động gửi tin nhắn và báo vào tín hiệu báo động của chúng ta. Bạn thấy bây giờ camera nó tự động, nó xoay tất cả các hướng để tìm chuyển động. Thuật toán rất là thông minh. Bạn thấy tự động nó di chuyển theo mình. Rất là hay, thậm chí mình đi khuất ra khỏi khung hình của camera, nó cũng biết hướng và nó xoay để tìm. Sau khi thấy đối tượng không còn chuyển động nữa, nó lập tức là nó sẽ xoay theo hướng khác. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm chức năng khác này. Chúng ta có cut để cắt. Chúng ta có nhấn vào đây để quay phim. Chúng ta có thể chọn chất lượng hình ảnh. Ta phủ rộng màn hình ra luôn nè. Ok, đây chúng ta có detection history. Mỗi khi phát hiện thấy chuyển động thì nó sẽ ghi hình. Thì trường hợp đây bạn thấy Salient Object Movement Detection. Chúng ta có playback, cái khoảng thời gian nè. Thì khoảng thời gian nào mà có tự động ghi hình thì nó sẽ đỏ lên. Như trường hợp lúc nãy nè, những cái đối tượng nào chuyển động nó mới ghi hình, còn bình thường thì nó sẽ không ghi hình. Rất là hay. Mà khi mà không thấy chuyển động thì nó sẽ tự động xoay camera xung quanh để tìm xem có đối tượng nào chuyển động hay không. Tiếp theo chúng ta có photo album, những hình ảnh và video ghi được sẽ nằm ở đây. Shortcut, chúng ta có sleep ở trạng thái ngủ và camera calibration cân lại camera. Đây cài đặt chúng ta xem coi có thiết lập gì thêm không. Camera setting gồm có state light, mở đèn hay không, hoặc chúng ta tắt đèn nè. Thì bạn thấy cái đèn phía trước nó bị tắt. Đây, đèn phía trước bị tắt đây. Hoặc là Data Usage Warning, chỉ cho phép chúng ta mở video khi mà chúng ta dùng Wi-Fi để tiết kiệm năng lượng. Và Sleep thì chúng ta sẽ hẹn giờ những cái thời điểm nào nó sẽ đưa vào trạng thái ngủ. Image Setting, chúng ta sẽ có chọn Watermark hay không. Xoay hình, cái tiêu cự của camera này nó đã rất là rộng rồi, cộng với nó có thể xoay được 360 độ thì thực sự là cái góc nhìn rất rộng. Night Vision Setting, cho phép nó chuyển qua chế độ nhìn ban đêm hay không, gồm có tự động, luôn luôn mở và luôn luôn tắt. Storage setting cho phép chúng ta luôn luôn quay phim, hoặc là chỉ quay khi phát hiện chuyển động, hoặc là tắt cái chức năng quay phim. Tiếp theo chúng ta có dung lượng còn lại. Chúng ta có NAS, chúng ta có thể lưu trên điện toán đám mây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dùng thử tính năng này nhìn trong đêm nha. Hiện tại hoàn toàn không có ánh sáng nhưng mà chúng ta thấy rất là rõ các bạn. Ở mặt trước bạn để ý bạn sẽ thấy có 4 đèn hồng ngoại dùng để hỗ trợ ánh sáng cho chức năng Night Vision. Thật sự là khá bất ngờ, nó cho ra chất lượng rất là tốt. Mình có thể thấy rất là rõ trong đêm luôn, trong khi môi trường hiện tại là hoàn toàn không có ánh sáng. Sau khi chúng ta mở đèn thì cái Night Vision nó tự động tắt. Ở đây bạn thấy 4 cái đèn hồng ngoại nó đã tự động tắt đi nè. Và hình chúng ta đã có màu trở lại, chuyển qua chế độ sử dụng camera hồng ngoại, do đó hình ảnh hoàn toàn trắng đen. Bây giờ thì mình mở thử chức năng Baby Cry Detection. Lập tức khi có tiếng khóc thì bạn thấy camera nó đã xuất hiện thông báo cho chúng ta nè.
Pay Attention Baby Crying và những view. Nó sẽ lập tức chuyển chúng ta đến ngay đoạn video ở thời điểm mà nó phát hiện thấy tiếng khóc. Về chức năng thì chúng ta thấy hoạt động rất là hoàn chỉnh và chất lượng video cũng rất cao. Những chức năng hoạt động rất là trơn tru, kể cả những chức năng cao cấp như là Motion Detect, Baby Crying Detection. Băn khoăn còn lại là độ bền của sản phẩm, bởi vì cái giá thành quá là rẻ các bạn. Mình sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm trong thời gian tới để xem khả năng hoạt động ổn định và độ bền như thế nào. Nếu có vấn đề gì mình sẽ tiếp tục làm clip để gửi đến các bạn. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi clip. Nếu thấy clip có ích, các bạn đừng quên like, đừng quên thần, share bè và có thể subscribe channel của mình để theo dõi clip tiếp theo. Thật sự là động lực rất lớn để mình thực hiện clip. Xin chào và hẹn gặp lại.